Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Hiện tại Thúy Trần đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Tri si Phương thuộc về phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và quyết định gửi tới quý anh chị và các bạn một căn nhà cấp 4 nằm trên mặt tiền đường chợ Dĩ An Ai hiện tại đang cho thuê với mức giá 9 triệu đồng trên một tháng. Vâng, xin mời quý anh chị chúng ta cùng vào bên trong chợ Dĩ An Ai Căn nhà cấp 4 nằm trên mặt tiền đường chợ này các bạn nhé. Hiện tại đường là đường 8m nhưng trên sổ thể hiện là đường 17m. Từ đây chúng ta dễ dàng ra khu trung tâm hành chính Dĩ An chỉ trong khoảng vẹn 2km. Căn nhà với tổng diện tích là 100m2, thổ cư 100%. Và căn nhà có giá là 6 tỷ, có thương lượng, có hỗ trợ ngân hàng. Quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư tại căn nhà này có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy theo số điện thoại 0974594548. Chúc xin chân thành cảm ơn